Xin chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học của môn Địa lý 7 ngày hôm nay. Ở những bài học trước thì chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về 4 châu lục, đó là châu Phi, châu Mỹ, châu Nam Cực và châu Đại Dương. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu về châu Âu. Chương 10, châu Âu. Bài 51, thiên nhiên châu Âu. Châu Âu tuy không phải là cái nôi nguyên thủy của nền văn minh nhân loại, nhưng châu Âu lại là xứ sở và là cội nguồn của sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật. Do đó, hầu hết các quốc gia ở châu Âu có nền kinh tế phát triển đạt đến trình độ cao của thế giới. Tìm hiểu về thiên nhiên châu Âu là bài mở đầu cho việc tìm hiểu một châu lục có đặc điểm thiên nhiên và sự khai phá thiên nhiên rất hiệu quả của mỗi quốc gia trong châu lục này. Bài học hôm nay có hai nội dung chính. 1. Vị trí địa hình. 2. Khí hậu, sông ngòi và thực vật. Một, vị trí địa hình. A, vị trí. Các em hãy quan sát vào lược đồ tự nhiên của châu Âu và nội dung trong sách giáo khoa, hãy xác định châu Âu nằm trong giới hạn nào, tiếp giáp với các châu lục và đại dương nào và có diện tích bao nhiêu. Khi nhìn vào lược đồ tự nhiên của châu Âu thì chúng ta sẽ xác định được giới hạn của châu Âu. Điểm cực nam của châu Âu sẽ có vĩ độ là 36 độ Bắc và điểm cực Bắc sẽ có vĩ độ là 71 độ Bắc. Như vậy, châu Âu sẽ nằm ở khoảng giữa các vĩ tuyến từ 36 độ Bắc đến 71 độ Bắc. Đây là theo chiều từ Nam lên Bắc. Và dựa vào vĩ độ thì chúng ta có thể thấy được là châu Âu nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc. Châu Âu có 3 mặt giáp với các biển và đại dương. Phía Bắc của châu Âu tiếp giáp với Bắc Băng Dương. Phía Tây tiếp giáp Đại Tây Dương. Và phía Nam tiếp giáp với Địa Trung Hải. Còn ở phía Đông thì châu Âu ngăn cách với châu Á bởi dãy núi Uran. Châu Âu là một châu lục thuộc lục địa Á-Âu và có diện tích trên 10 triệu km2. Vậy đường bờ biển của châu Âu dài bao nhiêu km và nó có điểm gì khác biệt so với đường bờ biển của các châu lục mà chúng ta đã học? Đường bờ biển của châu Âu thì dài 43.000 km và nó bị cắt xẻ mạnh, tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh và biển ăn sâu vào đất liền. Một số bán đảo của châu Âu đó là bán đảo Iberic, bán đảo Scandinavi và bán đảo Ban Căng. Và các biển lớn đó là biển Địa Trung Hải, biển Bắc, biển Baltic, biển Trắng và biển Đen. Chúng ta chuyển sang phần B, địa hình. Dựa vào lược đồ tự nhiên của châu Âu và nội dung trong sách giáo khoa, em hãy cho biết châu Âu có mấy dạng địa hình chính. Trước hết, chúng ta sẽ đọc bảng phân tầng địa hình và sau đó thì nhìn lên trên lược đồ. Chúng ta sẽ xác định được châu Âu có 3 dạng địa hình chính. Thứ nhất là đồng bằng, màu xanh lá cây. Thứ hai là núi già, có màu cam nhạt. Và thứ ba là núi trẻ, có màu nâu đậm và màu đỏ. Về địa hình đồng bằng, thì đồng bằng kéo dài từ Tây sang Đông và chiếm 2/3 diện tích của châu lục. Với các đồng bằng, đó là đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Pháp, đồng bằng Hạ Lưu Danube và đồng bằng Trung Lưu Danube.
Về địa hình núi Già, thì núi Già nằm ở phía Bắc và vùng trung tâm, với đỉnh tròn, thấp và sườn thoải. Các dãy núi Già đó là dãy Kandinavi, dãy Uran. Về địa hình núi Chẻ, thì núi Chẻ nằm ở phía Nam, phía Tây và khu vực Trung Âu, với đỉnh cao, nhọn bên cạnh các thung lũng sâu. Các dãy núi Chẻ đó là dãy Alper, dãy Carpat, dãy Pyrenees và dãy Ban Căng. Một số hình ảnh về dãy núi Chẻ Alper. Alper là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, trải dài qua 8 quốc gia. Dãy Alper thì được hình thành từ hơn 10 triệu năm trước. Ở đây thì có 128 ngọn núi là có độ cao hơn 4.000 mét. Chúng ta chuyển sang phần 2, khí hậu, sông ngòi và thực vật. A. Khí hậu. Các em dựa vào lược đồ khí hậu châu Âu và nội dung trong sách giáo khoa cho cô biết châu Âu có các kiểu khí hậu nào. Trước hết chúng ta cũng đọc bảng chú giải, sau đó chúng ta sẽ quan sát lên lược đồ và chúng ta sẽ xác định được. Châu Âu có 4 kiểu khí hậu. Thứ nhất, khí hậu ôn đới hải dương. Thứ hai, khí hậu ôn đới lục địa. Thứ ba, khí hậu hàn đới. Và thứ tư, khí hậu địa trung hải. Vậy kiểu khí hậu nào sẽ chiếm diện tích lớn nhất? Đó là khí hậu ôn đới lục địa. Vậy tại sao ở phía Tây của châu Âu lại có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía Đông? Quan sát lên lược đồ thì chúng ta sẽ thấy là ở phía Tây của châu Âu có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương đã làm cho biển và khí hậu ở châu Âu thêm ấm hơn về mùa đông. Và đặc biệt là ở phía Tây còn có gió Tây ôn đới hoạt động quanh năm đã đưa hơi ấm và ẩm của biển vào sâu trong đất liền. Vì thế mà ở phía Tây khí hậu ấm và mưa nhiều hơn so với phía Đông. B. Sông ngòi. Các em dựa vào lược đồ tự nhiên của châu Âu và nội dung trong sách giáo khoa, hãy nhận xét về mật độ sông ngòi của châu Âu. Kể tên các con sông lớn ở đây. Sông ngòi ở châu Âu có lượng nước dồi dào. Nhiều sông được kết nối với nhau bởi các kênh đào, tạo thành một hệ thống đường thủy dày đặc. Các con sông lớn như là sông Volga, sông Don, sông Danube và sông Rhine. Các em lưu ý là ở châu Âu có một số sông đổ ra Bắc Băng Dương, cho nên thường đóng băng một thời gian dài trong mùa đông, nhất là ở khu vực cửa sông. Và khi đến mùa xuân và mùa hè thì băng ở các sông này sẽ tan ra, cho nên vào mùa xuân và mùa hè thì ở các sông này thường có lũ. Hình ảnh về sông Volga. Sông Volga nằm ở miền Tây nước Nga, là con sông dài nhất châu Âu, với độ dài 3.690 km, tạo thành nền tảng của hệ thống sông lớn nhất ở châu Âu. Hình ảnh về sông Danube. Sông Danube là sông dài thứ hai ở châu Âu, bắt nguồn từ vùng rừng đen của Đức. Sông dài 2.850 km, chảy qua nhiều nước ở Trung và Đông Âu và sau đó thì đổ vào Biển Đen. C. Thực vật. Dựa vào lược đồ tự nhiên châu Âu, em hãy cho biết châu Âu có các thảm thực vật nào. Các thảm thực vật ở châu Âu đó là rừng lá cứng địa trung hải, rừng lá kim, rừng lá rộng và thảo nguyên. Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa. Vùng biển ven Tây Âu phổ biến là rừng lá rộng.
vào sâu trong lục địa thì rừng lá rộng đã nhường chỗ cho rừng lá kim. Thảo nguyên thì phân bố ở khu vực phía đông nam. Rừng lá cứng phân bố ở ven biển Địa Trung Hải. Hình ảnh về rừng lá kim và rừng lá rộng. Hình ảnh về thảo nguyên. Một số giá trị của sông ngòi ở châu Âu, đó là xây dựng các nhà máy thủy điện. Đây là hình ảnh đập thủy điện Sazano-Tsusenkaya ở Nga, là nhà máy thủy điện lớn nhất ở Nga và lớn thứ 6 trên thế giới. Giá trị tiếp theo, đó là cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Một giá trị quan trọng nữa của sông ngòi đó là phát triển du lịch. Trên đây là toàn bộ nội dung của phần ghi bài. Các em hãy nhấn nút tạm dừng video để hoàn thiện nội dung này vào trong tập nhé. Phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ hoàn thiện nội dung ghi bài vào trong tập và chuẩn bị trước bài 52, Thiên nhiên châu Âu, tiếp theo. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các em.